bên chiếc vỏ độ đang chạy ra nha. Vỏ độ ở Kiên Giang mình ra rất là nhiều nha các bạn. Mùng á, dập cái mùng á, cá nó khờ nó nổi rồi. Xúc một cái. Sợ đi đó. Đó con xây xây vậy. Chết luôn rồi đó. Nó bị khờ đấy. Bị khờ. Quá trời tàu chạy khờ nó nổi luôn. Có đâu nước ngọt ra. Ờ này chắc bị nước ngọt xả ra quá. Mặn nước ngọt là nó bị quá quậy. Cá luôn kìa. Quậy khờ. Ở đây chứ coi chiếc vỏ lãi nó kéo cái ghe lên các bạn. Ghe đang chạy ra, ra hết ghe, ghe lớn. Vỏ lãi nhỏ xíu mà nó nổ hai chiếc này lên nè. Sao chạy nổi ta? Qua cống này nước chảy dữ lắm. Là nó kéo nổi không nè. Hai chiếc này hư máy chơi nè. Tàu mạnh quá vậy. Chiếc kia ở sao nó đâm dữ vậy, kéo qua cái đít qua lại rồi sao hết ra lên cái máy quá cũ rồi, máy này quá nổi quá. Rồi quá con. Ủa còn mới mà hết vậy? Đó, chế chở độ nó mũi nha. Ủa máy này mà hết gì tấn? Hai đứa nhẹ hết đi. Nó bị tắt á, nó bị lỏng cái chui á. Rồi chiếc này lái khỏe nha các bạn, rất là nhàn nhưng mà nó lắc. Vỏ nhỏ thì hơi lắc nha. Này chế nên chế vỏ hơi bự tí. Chiếc này đặt cái máy chạy tốc độ cũng ghê nha, bào phà nước. Máy ba các bạn, tiếng nổ rồi máy ba nha, tiếng nằm máy rồi. Rồi máy ba đặt chân ma. Cái máy có ấy luôn nha, cái máy có cái nắp đóng lại luôn à, làm cái hầm đóng. Quá dữ. Số ga đồ ở dưới chân. Đi biển đó. Rồi coi ga ga nha. Chết bà dính ấy rồi. Dính lục bình nè. Quá mạnh rồi. Máy bà mạnh quá chứ. Nó
xài số nha các bạn, không có hộp số chắc cỡ 3 tô hoặc là tô rưỡi gì. Gác cái ve lại, ve nhả gác. Đây là cái dàn cẩu của cái lưới nha các bạn. Cẩu này ở đằng sau nó quá cao không biết mấy, có khi bị dướng nha. Nước rồng rồi đó nhưng mà không biết qua nổi không, mà để coi thử nha các bạn. Đang thả gầy gầy quá. Dướng cẩu rồi, cẩu quá cao, cẩu cẩu ơi, đụng cái dàn cẩu này sợ mệt lắm rồi. Cái quẹo cái cẩu à. Dây cào nha các bạn, cào tôm. Thôi coi coi mấy anh là chài ở miệng cống này. Cắn ơi, ấy còn dính. Dính dính ghê luôn mày. Ta bỏ đi, ta căng cái bóng gắt ta bỏ. Sâu. Sâu dữ dằn luôn á. Mày tới rồi đó. Mày thấy nó rung chài không? Nếu mà nó rung tật 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 là đủ có cái chốt đó chứ. Mà nó không dịch dài này cái chốt đi. Mà không thấy nó đâu có ghe vô đâu. Đúng quá rồi. Ra ngay đi. Đậu cũng bị xịt hành này xong rồi. Sao tết. Nó xả nước cá ra đi vậy. Ồ, không dính rồi. Không có cá bữa là kẹo con luôn đó.